Sáng nay, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3. Trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đã phát triển lớn mạnh không ngừng. Huân chương lao động hạng 3, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng ngày hôm nay là sự ghi nhận những thành quả đáng tự hào của nhà trường trong thời gian qua. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học, nghiên cứu ngoại ngữ, tham gia tư vấn, hoạch định chiến lược về đào tạo ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vinh dự được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia chọn là một trong 5 trung tâm ngoại ngữ khu vực triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Với triết lý giáo dục, nhân văn, sáng tạo, thích ứng, Trường Đại học Ngoại ngữ quyết tâm hơn nữa để đạt được mục tiêu chiến lược phát triển của nhà trường, xứng tầm là cơ sở giáo dục đại học nòng cốt của cả nước, hướng tới đẳng cấp khu vực và quốc tế.